Doma, 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 des. Doma, 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 des. Doma, 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 des. Chị Cà Chua xin chào tất cả các em. Các em ơi, như đã hứa thì hôm nay là thứ hai, chị Cà Chua sẽ công bố kết quả của hai mini game của tuần vừa rồi. Đầu tiên là mini game tặng bộ đồ chơi nấu ăn 32 chi tiết từ chị Cà Chua. Thứ hai là chính là tặng những vật dụng rất là dễ thương đến từ trang web Yumi Twins. Trước khi công bố kết quả thì chị Cà Chua muốn giới thiệu với các em một vài loại bánh kẹo đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhìn rất là dễ thương và dự báo nó rất là ăn rất là hấp dẫn luôn á. Ta-da! Đây là những loại bánh kẹo mà chị Cà Chua vừa nói này các em. Ở đây chỉ có hai loại bánh kẹo đến từ Hàn Quốc. Đây là kẹo viên, còn đây là hướng dương phủ sô-cô-la. Bên này là kẹo là Kuku, thực ra cái này là viết tắt của chữ QQ đó các em ạ. Còn bên này là một loại bánh kẹo rất là mới lạ đến từ Đài Loan. Đây là kẹo dẻo vị chuối. Còn chần chừ gì nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu ngay thôi. Chị sẽ bắt đầu với kẹo viên đến từ Hàn Quốc này. Các em nhìn nè, phía bên ngoài hũ thì có một bạn, bạn con trai, không biết bạn đang biểu cảm gì đây nữa. Còn bên này là những loại trái cây cùng với yogurt. Đây gọi là kẹo trái cây yogurt đó các em ạ. Wow, lúc vừa mở ra thì một cái mùi mà mùi sữa chua nó rất là thơm đó các em ạ. Chúng ta có 50 viên tất cả. Đó, có vị xoài nè, dâu nè. Đâu rồi, hình như là chỉ có vị xoài với vị dâu. À, vị sữa chua nè. Đó, cái chai này giống như chai Yakun vậy đó các em. Bên này là gì? Bên này là sữa tươi. Đúng rồi, còn vị sữa tươi nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử ăn một vị, ăn quả dâu đi. Chị rất là thích quả dâu. Ồ, lúc mở ra chị cứ tưởng là những cái loại kẹo này thì có vị khác nhau thôi. Nhưng mà theo chị đoán thì nó sẽ có màu giống nhau đó các em ạ. Chị mở vị xoài nữa coi. À, các em ơi, không ngờ là nó có màu khác nhau theo vị nữa các em ạ. Lúc đầu chị cứ nghĩ là nó sẽ có màu giống nhau cơ. Chị sẽ mở hết các vị thử xem là nó khác nhau như thế nào. À, vậy là chúng ta đã có 4 vị này các em. Đây là vị dâu có màu dâu nè, vị xoài có màu xoài. Đây là vị sữa tươi, còn đây là vị sữa chua. Hình như là sữa tươi với sữa chua cái màu nó khá là giống nhau. Chị sẽ ăn vị dâu nè. Kẹo này nó có một cái mùi rất là hấp dẫn. Nó vừa có cái vị giống như sữa chua nè, vừa có vị dâu nè. Nó rất là thơm luôn. Không biết là ăn có ngon không? Rất là cứng. À, các em ơi, lần đầu tiên mà chị Cà Chua ăn một cái loại kẹo mà nó lạ như thế này á. Lúc cắn thì cảm giác nó rất là cứng, nhưng mà cắn xong lúc mà nhai hết thì nó lại dẻo. Nó dẻo y như là kẹo sữa rồi đó các em. Và lúc mà ăn á, chị cứ nghĩ nó sẽ ngọt, nhưng mà chị không cảm thấy cái sự ngọt một tí nào hết á. Nó không hề ngọt luôn, mà nó chỉ béo béo vị sữa và có thêm một tí vị dâu nữa. Nó rất là lạ luôn. Khác xa với so với dự đoán của chị luôn. Chị Cà Chua nghĩ là những cái vị còn lại nó cũng sẽ không có ngọt đâu. Nó sẽ có cái vị béo béo và hương vị riêng của từng loại. Cho nên là chị chỉ ăn một loại thôi ha. Chúng ta sẽ tiếp tục với loại tiếp theo. Chúng ta sẽ ăn hạt hướng dương phủ sô-cô-la Hàn Quốc. Hướng dương thì chúng ta hay ăn vào dịp Tết đúng không các em? À, chị nhớ hồi chị nhà chị ở ngoài quê á, mỗi lần Tết á là mẹ chị mua 2-3 kg hướng dương lạnh vong về rang, xong rồi mỗi lần có khách đến thì bưng ra mời. À, hướng dương chị nhớ là cái hương vị là nó ăn nó bùi bùi béo béo. Không biết là hướng dương của Hàn Quốc thì nó sẽ như thế nào ha. Các em nè, nhìn phía bên ngoài thì cái bịch này nó rất là bắt mắt luôn á. Có một cái màu vàng và màu xanh rất là đẹp, có chữ Hàn Quốc đây nè. Đây là những cái hạt hướng dương mà được phủ sô-cô-la. Không biết là bên trong nó có giống vậy không? Bây giờ chúng ta sẽ bóc ra thử. À, nó giống y hệt như hình luôn các em ạ.
Rồi, đây đúng là những cái hạt hướng dương nè. Có phủ sô-cô-la bên ngoài. Chị sẽ cắn thử xem là có gì bên trong. Đây nè các em, bên ngoài là một lớp sô-cô-la mỏng, bên trong là hướng dương đó. Trời ơi, các em biết không, đây là một sự kết hợp rất là mới lạ luôn. Cái lớp sô-cô-la bên ngoài ăn nó giòn tan luôn, còn cái lớp hướng dương bên trong ăn nó bùi bùi béo béo, nó thơm nữa. Chị Cà Chua nghĩ là hướng dương là một loại hạt rất là tốt. Nó cung cấp nhiều dầu tốt cho cơ thể nè, cung cấp omega nữa, để bổ mắt và bổ tim và bổ não. Chị thấy là cái hạt hướng dương của Hàn Quốc này ăn thì cũng ngon ngon, giống như hạt hướng dương của Việt Nam vậy đó. Nó không có khác biệt gì mấy. Và các em biết không, nãy giờ chị ăn hai loại bánh kẹo của Hàn Quốc thì chị cảm thấy là những cái loại bánh kẹo này người ta làm cái vị ngọt rất là nhẹ. Đó là những loại bánh kẹo này sản xuất cho trẻ em á, cho nên là chị nghĩ là họ làm chất lượng rất là cao. Tại vì trẻ em thì không nên ăn quá ngọt. Còn ở Việt Nam chị thấy là có nhiều hãng bánh kẹo làm rất rất là ngọt. Mình ăn mà mình cảm thấy còn khó chịu. Mà chị không biết là các em bé ăn thì cảm thấy như thế nào. Chị nghĩ là đồ cho em bé thì không nên sản xuất quá ngọt như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với loại kẹo đến từ Nhật Bản. Đây là kẹo viên caramel. Cái chữ cucu này là viết tắt của QBQ, có nghĩa là kẹo viên dễ thương đó các em ạ. Đây là bên ngoài bao bì này các em, nhìn rất là ấn tượng đúng không? Những gam màu rất ấn tượng. Đây là chắc là cái lúc mà chúng ta ăn thì bên trong nó giống như vậy. Rồi chị sẽ mở ra. Ở đây nó có cái đồ mở này. Lúc đầu chị tưởng là những viên giống như dạng viên như thế này này, nhưng mà không ngờ nó là những viên như thế này. À, nó giống y hệt như bao bì luôn. Đây nè các em. Đó. Lúc mà bóp thì chị cảm thấy nó rất là cứng luôn. À, bây giờ chúng ta ăn thử coi. Lúc ngửi thì chị Cà Chua cảm thấy là có một cái mùi caramel mà giống như là chúng ta ăn bánh lăng đó các em. Rất là thơm luôn. Có vị caramel, có vị sữa, rất là béo. Và nó ngọt rất là nhẹ và thanh. Vì nó cứng cho nên là chị sẽ ngậm cho đến lúc nào nó tan hết thôi, chứ chị không có nhai. Cái vị nó cảm thấy rất là ấn tượng luôn. Trước đây chị Cà Chua từng ăn thử kẹo Milo Cooper. Các em có thể tìm lại cái video để xem. Chị thấy là kẹo đó nó cũng ngon, nhưng mà so với hai loại kẹo này thì không có bằng. Đặc biệt là kẹo này. Cái kẹo mà chị đang ăn á. Vị rất là xuất sắc luôn các em ạ. Tại sao kẹo này nó không hot giống như là Milo Cooper các em nhỉ? Chị nghĩ đáng lý nó phải rất rất là hot chứ, tại vì nó rất là ngon. Chị Cà Chua, minh họa cho các em dễ hiểu nha. Cái kẹo này nè, nó có vị giống như là cà phê sữa đó các em. Và nào uống cà phê sữa thì chắc chắn là sẽ biết đúng không? Nhưng mà cái kẹo này, cái vị nó không có ngọt như cà phê sữa mà nó còn béo hơn rất là nhiều luôn á. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với kẹo dẻo vị chuối của Đài Loan. Đây là hình như là lần thứ hai chị ăn bánh kẹo Đài Loan á. Lần trước chị ăn kẹo trà sữa Đài Loan đó các em. Bên ngoài là một nải chuối. Màu rất là đẹp đúng không? Đó, bóp ra. Mùi chuối rất là thơm. Hết rồi. Này, chúng ta có những viên kẹo dẻo. Nó không có dính đâu các em ạ. Hình như là nó hình trái nước ngọt á. Đó, em thấy không? Ngửi mùi thôi đã muốn ăn rồi. Một cái mùi chuối rất là nồng. Mùi chuối chín á. Thơm mà hình như có cả mùi sữa nữa. Wow, đúng là kẹo dẻo. Nó rất là dẻo và dai. Cái vị chuối chín hòa quyện với cái vị sữa
với một ít ngọt nhẹ nữa. Cảm giác giống như là đang uống sinh tố chuối. Mà nó rất là lạ luôn nha, chị chưa bao giờ ăn kẹo dẻo mà có vị chuối như vậy hết. Các em biết không, chuối có rất là nhiều calo tốt nha. Theo chị nhớ hồi đi học, thầy giáo của chị nói là một quả chuối thì một cái vận động viên thể thao ăn vào thì có thể hoạt động trong vòng 2 giờ đồng hồ mà không bị kiệt sức đó các em ạ. Ngoài ra ăn chuối còn bồi bổ trí óc, làm cho trí óc của chúng ta được nhớ lâu hơn và minh mẫn hơn đó. Mà chị nghĩ là giá thành của chuối thì cũng rất là rẻ, cho nên chúng ta tăng cường ăn chuối nha. Vậy là chị Cà Chua đã vừa ăn xong loại bánh kẹo Hàn Quốc này, Nhật Bản và Đài Loan. Và chị cảm thấy rất là hài lòng với buổi ăn kẹo thử hôm nay. Nhiều em rất là muốn biết cái chỗ mà chị mua bánh kẹo á. Thì bây giờ chị sẽ để được cái đường link Facebook bên dưới á. Nếu như em nào mà muốn tìm hiểu thì có thể bấm vào để tham khảo ha. Các em ơi, và bây giờ đến tiết mục mà chị Cà Chua vô cùng yêu thích. Đó chính là quay số để tìm ra những con số may mắn trúng giải mini game. Trước hết chị sẽ quay 2 lần để tìm ra hai bạn trúng giải. Mỗi bạn là một bộ đồ nấu ăn mini gồm 32 chi tiết bên trong. Chị Cà Chua chúc mừng bạn đầu tiên chọn số 87 trong mini game tặng bộ đồ chơi nấu ăn 32 chi tiết. Bạn đầu tiên chọn số 87 sẽ trúng một bộ đồ chơi đó nhé. Tiếp theo, chúc mừng bạn đầu tiên chọn số 45, bạn đã trúng một bộ đồ chơi nấu ăn mini. Tiếp theo, chị Cà Chua sẽ quay số 2 lần để tìm ra hai bạn trúng giải mini game tặng những món quà dễ thương đến từ trang web Yumi Twins. Đối với hộp quà này, bên trong thì chúng ta có tất cả là 7 món. Thì chị Cà Chua sẽ chia như thế này, một bạn sẽ nhận 3 món và một bạn sẽ nhận 4 món. Tất nhiên là chị sẽ căn cứ vào giá trị của từng món để chia làm sao cho đều nhất ha. Chúc mừng bạn đầu tiên chọn số 48. Và chúc mừng bạn đầu tiên chọn số 86. Chị Cà Chua đã tìm ra những con số may mắn trúng 2 mini game của tuần vừa rồi rồi. Bây giờ các em hãy nhìn lên màn hình xem là mình có tên trong danh sách trúng thưởng hay không. Và khi có tên trong danh sách trúng thưởng thì các em hãy nhanh chóng cung cấp thông tin để chị Cà Chua liên lạc với em và để giao hàng cho các em nhé. Các em ơi, chị Cà Chua muốn là lúc mà các em xem video á thì các em hãy bấm like nè, để lại những cái comment thật là nhiều và thật là tích cực, để khi mà chị Cà Chua nhận được những cái phần quà tài trợ thì chị sẽ cố gắng tìm cách tặng hết cho các em. Và các em đừng lo, từ giờ về sau chúng ta còn rất là nhiều mini game nữa. Nếu lần này chúng ta không trúng thì lần sau chúng ta cứ tham gia đi, biết đâu sẽ may mắn trúng thưởng ha. Còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em những video sau.